Xin được kính chào toàn cả các bác đã đến với kênh của Đồ Gỗ Kinh Bắc bên là chúng em Và hôm nay là buổi sáng ngày 18 tháng 5 năm 2024 Hôm nay thì ở Kinh Bắc bên chúng em xin giới thiệu đến các bác về một mẫu án gian thờ Đục triện phúc lộc thọ với kích thước là chân vuông 16 và có chiều dài là 1m97 Chiều sâu là 1m27 và có một cấp ở bên trên Với kích thước của cấp là dài là 1m77 Mặt rộng 37, hàng toàn bộ khung tranh mặt là dày 5 phân Ván mặt dày 2 phân, và đây chính là một trong những sản phẩm mà bên Kinh Bắc chúng em nhận theo một đơn hàng đặt của anh Đức đến từ khu vực tỉnh Hải Dương. Và trước khi bàn giao thì bên Kinh Bắc chúng em sẽ quay lại một đoạn clip để giới thiệu đến các bác về cái kết cấu, về cái thông số độ dày và cái quy cách chọn gỗ cũng như là về cái kỹ thuật hàng ngang để các bác tham khảo và chiêm ngưỡng được một cái sản phẩm án gian chân 16. Và toàn bộ chân thì bên Kinh Bắc chúng em sử dụng đó là hệ chân không tâm toàn bộ chân là chân không tâm và được bên em lọc lựa rất là kỹ và hơn nữa là toàn bộ các cái lối mộng sập thì bên em làm theo cái lối bổ mộng chéo này mộng sập và toàn bộ các cái bản cầu vai thì ở bên kinh bắc chúng em làm vai dày là 7 phân vai dày 7 phân và cái chiều cao của vai là cao 12 đó vai dày 7 và chiều cao là 12 với những cái đường vân thở gỗ của cái dòng gỗ gỗ các bác nhìn đấy ạ khi mà bên kinh bắc chúng em ấy, dựng lên ấy, thì với những cái cây gỗ mà rất là già cây thì sẽ xuất hiện những cái đường những cái đường vân này Đó, dòng gỗ gụ thì là một trong những cái dòng gỗ cực kỳ ít vân thì ở đây là một trong những cái sản phẩm rất là may thì được cái phần cầu vai ở đây là rất là nhiều vân này các bác ạ cầu vai rất là nhiều vân và toàn bộ các cái phần ván đục ba chữ phúc lục thọ ở mặt trước này và mặt hồi đều là ván dày hai phân đều đều là ván dày hai phân và mặt trước ở đây thì ở bên kính bắc chúng em thì có thiết kế là hai chiếc căn kéo này và cái thùng ngăn kéo thì cũng sẽ làm rất là sâu cho các bác này Thùng ngăn kéo sâu là 60 Để cho các bác có thể để những cái uh, Thẻ hương Hương dài ấy Hương xào Và bên trong này thì các bác có thể là để bật lửa đây Hoặc là lến này Hoặc là những cái đồ tiền lễ để bên trong Nó rất là tiện Và cực kỳ là uh, sạch sẽ khi mà các bác sử dụng Và tiếp theo là cái phần uh, yếm bên dưới này Bên em có đục là cái phần yếm đục theo mẫu triện trơn này Đó đục theo mẫu triện trơn Và ở cái phần... Uh, Chống ở đây thì bên em sẽ đục là một cành mai và con chim điểu và sau khi mà hoàn thiện lên ấy thì ở bên em sẽ gắn vào đây Đó, sẽ gắn vào đây hai bên và hơn nữa là toàn bộ phần yếm này là yếm dày 5 phân này yếm dày 5 và bên hồi thì ở bên đó, kinh bắc chúng em thì vẫn làm đầy đủ là ô đục này và phần dạ hồi nó đầy đủ cho các bác và toàn bộ các cái phần cổ ở đây thì bên em đục triện vạn này nó đục triện vạn với độ dày của cái phần bán cổ là dày 2 phân Ván cổ dày 2 phân và khung tranh mặt đây là dày 5 phân. Và trước kia thì ở bên kinh Bắc chúng em cũng có là một cái sản phẩm tương tự hàng nhị cấp chân 16 này cho một vị khách đến từ trong tỉnh Đồng Tháp. Và anh Đức thì có theo dõi được cái clip của ngày hôm đó thì anh có đặt là một chiếc tương tự nhưng cái chiều sâu thì sẽ làm sâu là 1m27. Con trước thì là sâu là 1m17 nhé. Còn trước kia thì là sâu 1m17, con này thì là cấp sâu là 1m27 và mặt cấp là rộng 37 phân. Và đi với combo mà anh đặt bên em thì có một bộ hoành phi này, một chiếc ngai cột và một chiếc sập uh, lằm. Đó, một chiếc sập lằm chân quỳ, dạ cá chân 24. Và một chiếc án gian chân 16 được sản xuất từ dòng gỗ gụ. Kích thước dài là 1m97, chiều sâu là 1m27 và có một cấp bên trên. Cấp dài là 1m77 và mặt rộng 37, hàng khung tranh mặt, dày 5 phân, ván mặt dày 2 phân. Phần ở cầu vai, bên em làm cầu vai là dày 7 phân. Và yếm bên dưới đục triện trơn, yếm dày 5 phân, gồm có 2 ngăn kéo. Thì ở bên ở Kinh Bắc chúng em đang chào bán công khai với mức giá là 34 triệu đồng. Các bác mà quan tâm thì các bác có thể đặt gọi điện trực tiếp cho bên Nam Kinh Bắc chúng em qua số hotline là 0868 82 từ quý Cơ sở bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và toàn bộ thang xà ở cái mặt gầm này, các bác nhìn đi ạ. Thang xà và kết cấu cái phần xà hậu bên em làm là xà kép này. Đó, xà kép này. Và toàn bộ rất là nhiều các cái trống. Đó, các cái thanh trống này. Và bên trên là cái phần thang mặt thì bên em sẽ làm cho các bác. Với những cái sản phẩm dài là 1m97 này thì bên em sẽ làm gồm có 5 thang và thang cực kỳ to nhé. Riêng 2m17 thì sẽ làm là 7 thang. Còn 1m97 này thì bên em sẽ làm là 5 thang. Và bên dưới là cái phần xà chân đây thì bên em cũng làm xà chân theo kiểu lối là mộng mang cá. Đó, lối mộng là mộng mang cá thì khi mà các bác dùng cái phần xà chân này thì các bác rất là yên tâm nhé. Đó, rằng hai chân theo kiểu lối là lối sập mộng mang cá nó rất yên tâm và các bác mà quan tâm đến cái sản phẩm này các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho bên nam kinh bắc chúng em qua số điện thoại là 0868824 cơ sở bên em thì có những cái sản phẩm án gian như là án triện trơn này án ngũ phúc án triện sen hoặc là những cái sản phẩm án tam cấp kia là một con án tam cấp chân 18 đấy ạ đó một con chân 18 này và các bác mà muốn đặt theo kích thước yêu cầu riêng, các bác có thể là qua trực tiếp với kinh Bắc theo địa chỉ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và clip ngày hôm nay thì ở bên đó. Kinh Bắc chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.